Chào tất cả các con. Thu hoạch, bảo quản, chế biến là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất cây trồng. Khâu kỹ thuật này làm không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất cây trồng, tới chất lượng sản phẩm và giá trị hàng hóa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài 20, đó là thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. Chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên, đó là thu hoạch. Thì các con thấy là sau một thời gian chăm sóc cây trồng thì sẽ cho chúng ta được sản phẩm. Và khi có sản phẩm rồi thì chúng ta thu hoạch. Cây ăn trái thì cho chúng ta trái. Còn nếu mà là cây có hoa thì cho chúng ta hoa. Thì chúng ta phải thu hoạch. Thế thôi. Rồi, bây giờ tụi con coi yêu cầu của thu hoạch như thế nào. Thì tụi con quan sát hình cho thầy và những câu hỏi trắc nghiệm. Quan sát hình và cho biết nên thu hoạch lúa ở giai đoạn nào để có năng suất, chất lượng tốt nhất. A. Hạt vừa và chắc. B. Hạt chín vàng đều. C. Hạt chín và bông rũ. Thầy lấy cái ví dụ này là của cây lúa nha tụi con. Và chúng ta coi câu nào là đúng. Và yêu cầu của thu hoạch là chín và vàng đều. Bởi vậy, giờ mình qua cái ví dụ này thì mình coi là khi thu hoạch nông sản cần đảm bảo yêu cầu gì? Đó là đúng độ chín, nhanh gọn, cẩn thận. Đó là yêu cầu của thu hoạch. Rồi vậy, khi đã có yêu cầu rồi thì chúng ta sẽ thu hoạch bằng phương pháp nào? Thì tụi con coi là có một cái bảng để chúng ta hỏi chúng ta trả lời. Trong các loại cây trồng sau, sản phẩm thu hoạch được là gì? Cách thu hoạch các loại sản phẩm đó như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta coi đó là cây lúa. Rồi sản phẩm thu hoạch là cái gì nào? Đó là hạt. Và tụi con thử coi cách thu hoạch là gì? Đó là cắt ha. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta có cái lưỡi hái đó, người ta cắt lúa. Rồi chúng ta coi mướp đắng. Mướp đắng thì trong Nam mình còn gọi là khổ qua. Sản phẩm của nó là quả, là trái. Và cách thu hoạch là người ta hái đó. Tụi con nhìn thấy hình ảnh cái anh nông dân, ảnh đang thực hiện là hái. Rồi chúng ta coi đến thứ ba là khoai tây. Sản phẩm là củ. Thấy cái sẻng không? Vậy cách thu hoạch là cái này nào? Đó là đào. Rồi người ta đưa mình một cái ví dụ là cái rau, đó là cải ngọt. Cải ngọt ăn rất là ngon. Rồi sản phẩm của nó là cây, là rau, là lá. Thấy chưa? Và cách thu hoạch là nhổ. Người ta lấy tay người ta nhổ lên luôn. Được con ha? Rồi. Và tụi con hãy quan sát hình dưới đây và nêu tên các phương pháp thu hoạch cho thầy. Mình có 4 hình A, B, C, D. Đó là hình A là hái, B, nhổ, C, đào và D là cắt. Thì tụi con thấy, chúng ta thấy là cà rốt này nó cũng nằm ở dưới lòng đất và cái củ khoai này nó cũng nằm dưới lòng đất. Thì tại sao một cái là nhổ, một cái là đào? Thì tụi con thấy là cái phần nào mà nó nhô lên mặt đất là nó nằm ở nông chứ không có sâu thì ta là nhổ, còn nào nằm ở sâu dưới lòng đất thì ta phải đào. Nhớ ha, dưới cái mặt đất á, nó nằm sâu xuống thì ta phải đào, còn nằm ở nông thì nó nằm ở trên thì chúng ta nhổ. Nhớ như thế. Rồi cắt là thường dùng cho những cây có hoa, tụi con nhớ ha. Đó là 4 cái phương pháp, là hái, nhổ, đào, cắt. Đó. Thì hái là thường những trái cây ăn trái là nhiều, hay là cam, quýt, đậu xanh ha. Rồi những cây đậu, ớt. Nhổ là hành, củ cải, đậu phộng ha. Những loại củ mà nó nằm nông ở dưới cái lớp mặt đất. Còn đào là khoai tây, khoai lang, khoai mỡ. Rồi cắt là lúa, hoa, bắp cải. Và người ta có thể thu hoạch các sản phẩm trên bằng dụng cụ gì? Tụi con quan sát hình đây. Nhất là cái này là cái gì đây? Cái cuốc. Rồi cái liềm.
Đó, cái lưới hái đó thầy nói đó là cái lưới liềm người ta cắt à. Rồi hoặc là kéo à, để người ta cắt. Thấy chưa? Đây những cái phương pháp. Còn nhổ đương nhiên là dùng tay rồi ha. Nhổ và hái là dùng tay rồi. Rồi ngoài các phương pháp thu hoạch thủ công trên thì người ta còn dùng phương pháp nào để thu hoạch? Thì tụi con thấy là người ta dùng cái máy thu hoạch. Đó tụi con quan sát hình. Người ta dùng biện pháp tiên tiến hơn, đó là dùng máy thu hoạch. Bởi vậy chúng ta thử phân biệt coi là giữa dụng cụ thủ công và dụng cụ cơ giới, người ta có những ưu điểm và những cái hạn chế nào. Thì ưu điểm của dụng cụ thủ công là dễ thực hiện, ít tốn chi phí. Còn dụng cụ cơ giới ưu điểm là ít thời gian nhưng mà ít tốn công. Thấy chưa? Nhưng mà chi phí chúng ta ban đầu người ta đầu tư nhiều. Bởi vậy do đó nếu mà chúng ta trồng trọt quy mô nhỏ thì chúng ta sử dụng dụng cụ thủ công, nhưng mà đối với quy mô lớn thì là dụng cụ cơ giới. Thấy chưa? Hạn chế của thủ công là tốn công và cần nhiều thời gian. Còn hạn chế của dụng cụ cơ giới là gì? Tốn chi phí và khó thực hiện. Đó tụi con thấy đó. Đó là những cái hạn chế của nó. Còn đối với ưu điểm của dụng cụ cơ giới là ít thời gian, ít tốn công. Thấy không? Ưu điểm của thủ công là dễ thực hiện, ít tốn chi phí. Đó là những cái ưu điểm của nó. Thì bao giờ cũng vậy. Bất kỳ biện pháp nào, phương pháp nào, trong cái ưu điểm thì có cái mặt hạn chế của nó. Thì tụi con nhớ là người ta thu hoạch bằng phương pháp nào đây? Đó là tùy theo từng loại cây và có cách thu hoạch khác nhau, như hái, cắt, nhổ, đào, rồi hoặc là bằng phương pháp thủ công hay là cơ giới. Đó thì phương pháp hái, cắt, nhổ, đào bằng phương pháp thủ công hay là cơ giới, đó là như vậy. Rồi đến bảo quản, thì khi chúng ta thu hoạch rồi thì chúng ta bảo quản ra sao đây? Thì mục đích của bảo quản đó là hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng của nông sản. Tại vì theo thời gian thì trái cây sẽ bị oxy hóa, do đó nó sẽ bị hao hụt đi, nên mục đích của nó là hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút chất lượng của nông sản. Thì các điều kiện bảo quản như là các loại hạt thì con thấy là phơi hoặc là sấy khô. Rồi đối với rau củ quả thì người ta để làm sao giữ cho sạch, không bị dập nát. Và đối với kho bảo quản thì là phải thông thoáng và được khử trùng đó, cái kho. Rồi còn đến phương pháp bảo quản thì tụi con thấy là nó có những cái phương pháp như sau. Đó là bảo quản thông thoáng, là ta bỏ vào những cái nhà xưởng à, những cái phòng à, thông thoáng để giữ thoáng như thế này, cao ráo thoáng, tụi con thấy chưa? Rồi bảo quản kín là để trong cái những cái lọ đậy kín. Và cuối cùng là bảo quản lạnh. Mục đích của bảo quản là hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn, hoạt động của vi khuẩn bên ngoài mà. Đâm ra là giữ được càng lâu càng tốt. Đó, đó là gọi là bảo quản lạnh. Thì tụi con coi là bảo quản thông thoáng là đối với những loại hạt ha, như lúa, ngô, hạt khô. Rồi bảo quản kín là rau xanh, các loại quả, củ, sấy, phơi khô. Tức là bảo quản kín tụi con thấy đây là đó. Rồi bảo quản lạnh như là hoa, rau xà lách, quả vải à, trái vải đó tụi con à, vân vân, trái, những loại trái cây đó ừ, thì ta bảo quản lạnh. Tụi con thấy ở nhà thường thường khi chúng ta ăn không hết, hoặc là chúng ta mua về chúng ta để cho lâu, hay là chúng ta để vào tủ lạnh, thấy chưa? Rồi thì muốn ngon miệng hơn và muốn có giá trị cao hơn thì người ta làm cái gì? Đó là chế biến. Thì mục đích của chế biến là gì? Đó tụi con thấy người ta chế biến chưa? Đó là làm tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. Thì ví dụ những trái ớt này người ta cao lắm để được nhiều 2 tuần thôi, nhưng mà khi cái này để được cả năm trời, cái tương ớt nó vừa ngon không, và ăn đối với thức ăn ăn rất là ngon, người ta nêm vào thức ăn đúng không, như ta ăn phở chẳng hạn chúng ta phải có tương ớt à, đó vân vân. Rồi những phương pháp chế biến thì tụi con thấy đây à, cái này chúng ta thấy hay ăn lắm, ăn đó là sấy khô, là chuối sấy đó. Thì người ta thấy là đây là cái buồng sấy nè, cái lò sấy thủ công, chỗ này là lò đốt. Rồi cái buồng sấy người ta để nguyên liệu lên đó, những cái dàn sấy người ta để ví dụ như là chuối ở đây, và khi mà nó đạt được coi như là cái điều kiện vừa vừa khô thì người ta lấy ra khô và ăn được, nhớ ha, chứ không để khét đó. Thì tụi con cho biết coi là hãy cho biết những lò sấy thủ công như hình bên có thể sấy những loại nông sản nào? Đó là khoai lang, sắn là củ mì đấy, rồi hạt bắp hoặc là mít vân vân đó, như mít sấy đó. Đó là phương pháp sấy khô.
Rồi chúng ta thấy gì nữa đây? Chế biến thành bột mịn hay tinh bột. Bạn thấy là ngoài người ta bán rất là nhiều để người ta làm bánh nè, không? Như là bột bánh canh nè, đó là hoặc là bột gạo vân vân để ta làm bánh người ta ăn, hoặc là làm bánh canh để người ta nấu. À. Ví dụ như là đối với củ củ mì đấy, người ta ngâm ngâm nước, rửa, nghiền nhỏ để nó lắng, nghĩa là rồi phơi khô và trở thành tinh bột. Đó là cái quy trình của nó, thầy giới thiệu cái quy trình của nó luôn đó. Là chế biến thành bột mịn hay là tinh bột. Đó. Rồi. Muối chua thì con thấy là chúng ta hay muối chua để làm sao? Tại vì những cái vi khuẩn lên men đó làm cho bao tử, kích thích bao tử chúng ta ăn nhiều hơn, ăn ngon hơn. Thì tụi con thấy như Tết chúng ta có dưa món củ kiệu nè, hay vân vân, hoặc là thường là dưa chua. Đó, người ta ngâm để cho nó lên men và nó chua, ăn nó ngon miệng. Rồi thường đàn nhà tụi con ha, thường muối chua những loại nông sản nào? Mình trả lời ha. Thường thường là củ cải trắng, cà rốt, hành, kiệu, cải nè, đó là những cái này là dành cho ngày Tết nè, hoặc là cải là bình thường chúng ta ăn cũng được ha. Rồi, vì sao sau khi muối thì chúng ta tìm hiểu thêm chút ha, là sản phẩm lại có vị chua. Đó là do gì? Đó là vi sinh vật hoạt động ha, làm sản phẩm nó lên men và nó chua. Đó, thế thôi. Rồi và để kéo dài thời gian nữa thì người ta làm gì đây? Đóng hộp, tụi con thấy ha, người ta đóng hộp vậy thôi. Rồi chúng ta nhớ là có những phương pháp chế biến như là sấy khô là bằng lò sấy, rồi chế biến thành bột mịn hay là tinh bột, rồi muối chua, đóng hộp. Đó là bốn phương pháp, tụi con nhớ điều đó cho thầy. Rồi chúng ta ôn lại bài 20 một chút ha. Người ta chế biến nông sản bằng phương pháp gì đây? Đó là sấy khô, chế biến thành bột mịn hay tinh bột, muối chua và đóng hộp. Rồi mục đích của việc chế biến nông sản là gì? Đó là làm tăng giá trị của sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản, các bạn nhớ ha. Và các loại nông sản, hoa hồng, vải, táo, rau xà lách được bảo quản bằng phương pháp nào đây? Chúng ta coi đây. Đó là bảo quản lạnh. Rồi, tụi con hãy quan sát hình, điền tên các phương pháp thu hoạch. 1, 2, 3. Con thấy đó là gì? Hái, nhổ và cắt. Con thấy ha. Hình 1 là hái trái cây mà. Hình 2 là nhổ và hình 3 là cắt là bông hoa. Rồi, đó là chúng ta đã kết thúc được bài 20. Tức là thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. Rồi, chúng ta qua bài mới. Thì tụi con thấy là để tăng năng suất của cây trồng thì người ta có những cái phương pháp chúng ta trồng trọt. Và bài 21 này sẽ hướng dẫn tụi con đó là luân canh, xen canh và tăng vụ. Ngoài ra là người ta có những cái phương pháp mà người ta còn phòng chống được sâu bệnh nữa tụi con, một số loại sâu bệnh nữa. Chúng ta tìm hiểu thầy nha. Đó là phần 1 La Mã luôn, đó là ba cái là luân canh, xen canh và tăng vụ. Rồi chúng ta quan sát hình cho thầy. Rồi chúng ta thấy là vụ 1 chúng ta trồng cây này, vụ 2 chúng ta một trồng cây khác, vụ 3 chúng ta trồng một cây khác. Vậy qua hình ảnh này cho chúng ta thấy đó là phương pháp nào, luân canh, xen canh hay là tăng vụ? Cách gieo trồng ấy có tên là gì? Đó, luân canh, xen canh hay là tăng vụ? Thì tụi con thấy đó là luân canh. Tụi con thấy không? Tại vì vụ 1 trồng cây này, vụ 2 trồng cây khác, rồi vụ 3 trồng cây khác, rồi là trở lại cái vụ số 1 là trồng như cũ. Đó là gì? Là gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích đất. Rồi, tụi con hãy quan sát cho thầy, hình này có phải là phương thức luân canh không? Tụi con thấy nó xen kẽ giữa hai cây khác nhau nha, nhìn kỹ nè, đó. Và đây là hình thực tế của nó đây, nó xen kẽ hai cây khác nhau. Vậy đây có phải là luân canh không? Chắc chắn nó phải là không rồi đúng không? Tại vì người ta trồng trên cùng một lúc. Còn người ta trồng luân phiên, luân canh là luân phiên. Còn đây là nó không có luân phiên mà trồng cùng một lúc hai loại cây khác nhau luôn. Và nó xen kẽ với nhau. Nên chắc chắn đây không phải là luân canh mà đó là xen canh. Thì tụi con thấy đó là xen canh giữa gì? Cây bắp và đậu nành. Rồi người ta xen canh lúa và bắp. Đó là xen canh. Vậy xen canh là gì? Là trên cùng một diện tích trồng xen hai loại hoa màu khác nhau cùng một lúc hoặc
nhau một thời gian không lâu để tận dụng được diện tích. Tại vì tụi con thấy khi trồng điên đất nó khe hở, ta tận dụng diện tích luôn, chất dinh dưỡng và ánh sáng. Đó, bây giờ người ta trồng ba loại luôn ha, trồng xen ba loại cây trồng với nhau luôn là bắp, sắn và khoai lang. Đó. Đây là một cái mô hình xen canh của nông dân xã Ira Rú. À, đây là một họ là những dân tộc thiểu số ha. Rồi trồng mô hình trồng xen canh giữa cà chua và rau xanh. Con coi đó. Rồi tụi con thấy nó có một cái nhược điểm của xen canh là khi mà cây vươn cao như vậy thì sao? Nó sẽ che ánh sáng của những cây thấp bé. À, cái gì nó có ưu điểm và nhược điểm của nó hết. Mặc dù chúng ta tăng được cái đa dạng được loại cây nhưng mà ngược lại nó bị như thế. Chúng ta nhiều khi điều khi chúng ta phải lưu ý để chúng ta làm sao cho cây phát triển tốt hơn. Đó. Rồi cái thứ ba là phải giới thiệu tụi con đó là tăng vụ. Tăng vụ là gì? Đó là tăng số vụ gieo trồng trong một năm trên một đơn vị diện tích đất. Thay vì tụi con trồng lúa là hai vụ thì mình tăng lên một vụ là ba vụ. Đó, người ta gọi là tăng vụ thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã biết được luân canh, xen canh và tăng vụ rồi thì tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ là cái gì? À, chúng ta tìm hiểu với thầy. Giờ chúng ta có từ như thế này, chọn nhóm từ thích hợp điền vào chỗ trống như độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu bệnh, sản phẩm thu hoạch, ánh sáng đất. Rồi chúng ta điền vào đó thầy ha. Luân canh làm cho đất tăng chấm chấm và chấm chấm, xen canh sử dụng hợp lý để chỗ trống và chấm chấm, tăng vụ góp phần thêm chấm chấm. À, chúng ta coi. Rồi chúng ta làm cho thầy. À, điền vô ha. Chúng ta thấy là gì? Cách luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu bệnh. Tụi con thấy tại sao khi mà luân phiên như vậy thì rồi sâu bệnh nó có một cái nó độc đáo như vậy là cái thói quen nó ăn. Và khi thay đổi thói quen thì nó không ăn. Do đó là một cái cách mà giảm được sâu bệnh. Thì cái bài 10 cái phần mà chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại đó chúng ta đã coi rồi đó, đó là biện pháp canh tác đó tụi con ha. Rồi xen canh sử dụng hợp lý đất và ánh sáng và giảm sâu bệnh. Đó. Nó cũng vậy à, nó thay đổi cái nguồn thức ăn của con sâu. Rồi tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. Đó là những tác dụng của ba biện pháp. Thầy nhắc lại, tác dụng của luân canh là tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu bệnh. Xen canh sử dụng hợp lý đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh. Và tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. Rồi tụi con coi bài ôn tập một chút ha. Đó là luân canh là gì? À, luân canh là luân phiên trồng các loại cây khác nhau trên một diện tích đất. Xen canh là trồng xen hai loại hoa màu trên cùng một diện tích đất. Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất. Và chúng ta nhớ ba khái niệm này ha. Và tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ là cái gì? Đó là làm tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu bệnh. Rồi xen canh sử dụng hợp lý đất đai, ánh sáng và giảm sâu bệnh. Còn tác dụng của tăng vụ là góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. Đó. Rồi về nhà tụi con nhớ là học bài ha, và tiết sau chúng ta tiếp tục ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 ha tụi con. Rồi bài chúng ta đến là hết. Chào tất cả các con. Chúc sức khỏe các con và chúc các con học tốt.